từ. Xem có ai không? Có. Nó cào chân ta. Sứt chân. Từ từ, hết sức bình tĩnh. Mặc cái quần ngố, ui thôi đủ người tao. Là nát đời trai rồi. Ngồi chắc nghe để tao vén đường. Ui, rộng quá. Ui, thôi, nát đùi tao rồi. Thôi chứ lên thôi. Xong rồi áo lên chưa? Áo đi ngủ luôn. Đi không? Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tada TV. Gai nó cào xước hết chân tao được. Lấy chân đài đi anh. Hết rồi, chưa có đài lắm. Xuống, xuống. Ôi, xuống ngay em. Từ, lên bờ. Chân lên bờ. Ừ. Nhớ. Nhưng mà kìa được xem. Từ từ, tí nữa. Từ từ. Xem có ai không? Không. Có trẻ con sao ấy? Kệ nó. Sợ nó bảo không? Không. Im vào nhá, im vào nhá. Kệ nó. Đi lên. Ừ, đây. Đây em. Mày sang đây đi. Sang đây đi, cầm lên. Tao lại giả vờ hái sen. Được rồi. Nó lên đây. Cầm lên. Cầm lấy. Để chân nó ấy, nó không có bài gì. Để đi nhá. Tao lên hái mấy cái lá sen đấy nhá. Lấy dài ấy, để ăn. Làm thế này thì ôi khói à. Ơ nhỉ, quên. Trước hết chân. Ui vì con vịt này mà mình gọi là để thế này ôi khói chân. Đây. 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 Anh làm gì đây? Bây giờ anh em mình sẽ trao dầu con vịt này trước để trước khi hấp mà muối với lá sen và hoa sen. Trao dầu thì phải cho chúng chảo chứ. Ừ, không. Đó có cách khác. Để thế này anh cũng chẳng chín được ấy. Ai bảo không chín? Chín làm sao được? Tí nữa mày không biết gì về nghệ thuật nấu ăn.
con này ngon để em ăn đùi. Ôi thôi, con dao nhọn đấy. Sao đâu rồi? Dùng hết cái chảo dầu nhé. Hả? Mình dùng đến đâu thì dùng. Bỏng chết. Thế thôi. Rồi. Rác không dịp mọi người đỡ khói. Đấy, đúc lửa to lên. Đấy. Ta không dám. Không, mày không hiểu gì nghệ thuật. Không cần gì nữa, ta không dám anh nghĩ còn bày trò. Đó. Nhìn đây này. Ủi hơi cao. Ủi hơi cao thôi. Tắm như nó đến đây mà đợi chín á. Tắm. Anh Hảo à. Tắm như nơi làm cho chín được. Cứ để im. Thế cái đây em tắm nhá. Không, cứ đi im, đi im, đi im. Nó dầu nó vẫn chưa nóng lắm. Mình không tắm chín hiểu không? Thế này là không sao chín được. Thế hơi khói đây. Không cần chín. Đấy, thấy không? Ra đẹp chưa? Ôi, nó chuyển màu này. Chuyển màu này. Bà thấy đẹp không bà? Bà tí rồi lại đây chỉnh sức ngón vịt này. Nó chuyển màu này. Vàng vàng dần này. Hay hết nhỉ. À siêu đấy. Cánh nó rồi anh. Cánh nó rất là màu trắng rồi. Cứ từ từ dễ dần. Đấy. Đấy, anh thấy em cũng biết cao nhé. Mình dội từ. Dội từ kia xuống, dội từ đầu ấy. Thôi mình đưa cho làm đi. Đây là vịt là tắm vạt dầu. Ừ. Thì em đi xem. Bắn cái chuyện. Ôi, nó chuyển màu hết rồi con. Nhưng từ trước có màu đấy. Chuyển màu con rồi là. Tí nữa. Cái này chỉ thay chuyển màu trắng thôi. Không vàng được đâu. Không vàng, bắt nó phải vàng. Màu nó chưa vàng rồi. À, con lại muôi nữa mà. À mà thôi. Muôi to rồi. Đấy, chân này. Chùi được. Thấy chưa? Dạ, chùi luôn. Đấy. Lâu nóng lắm. Bắt đầu nở ngực kìa. Ngực nước, nở nước, các kiểu. Chân nó căng luôn rồi. Đây, nhìn như con chân nga này. Anh chi vào đầu này. Hay mắt quá. Anh sang ăn xiên nhé. Ừ.
Đưa em tí ra. Gì đây? Mưa này. Đấy, mưa. Cho em cái đùi trước đi. Chín cái chín. Đấy, bây giờ thế này. Vàng rồi. Vàng thì thế này thôi. Bây lấy cái mâm đây ra anh. Chuẩn bị thiết kế đến công đoạn thứ hai. Hôm nay làm nó hơi công phu một tí nhưng mà sẽ ngon. Công đoạn thứ hai là hấp với lại lá sen với lại hấp muối lá sen. Đây rồi. Anh. Đây. Ừ. Anh là khăn nữa. Em bỏ rồi đấy. Em lạng rồi đấy. Lạng chứ. Bỏ cơ. Đi ra. À. Để cho xong bên này. À, đưa mâm lên, đưa mâm lên. Ừ. Dọc mỡ đây. Mỡ nhỉ? Có kìa. Hấp dẫn chưa? Đi đói với khăn nước. Sao chẳng đói à? Nào lấy dao đây. Đấy. Chuẩn bị đến công đoạn thứ hai. Đó là công đoạn gì nào? Ấy, bê được đâu? Nhắc tên. Chẳng đi. Ơi! Gì? Ông, nó có chẳng gì em. Ông cắn đi. Răng người không thể răng ra đằng. Đấy, cầm lấy để tao. Đấy, cầm thế nha. Có gì đâu. Răng ra đằng gọi là thân sâu như thế mà còn lại cắn. Cẩn thận rồi. Rơi lại nhạc. Rồi. Cho sang đây. Đấy, em làm sao cái đuôi. Không. Bây giờ đến công đoạn nữa. Nói quá. Học mới. Ơi, cái lòng kim gan lòng mề. Ơ, trong kia. Em nướng nhé. Trong bên kia. Không, cho nó vào để hấp đi. Bên kia, sang đây đi. Trong phải giải lớp hoa sen đấy anh ạ. Có đầy đủ. Trong còn giải gì nữa không? Hay hoa sen nào gì nữa? Hả? Hoa sen nó phải đài sen. Có. Hơi quẩn. Không, đưa đài sen đây. Ôi. Mày không phải hơi quẩn. Ba bốn lớp rồi cho nó thơm. Hoa sen. Bốn lớp. Hoa sen. Bốn lớp luôn. Bốn lớp cơ. Hoa sen. Đấy. Cho cả món này à? Rất là công phu nên là mình nghĩ sẽ rất là ngon. Thơm. Cho tắt à? Thế này nhét vào bụng nó. Thế nào? Thêm một bông. Hai em để hai bông bên này mà. Lo cái đài luôn. À đài thì nữa. Bông xiên này. Thôi, thế thôi. Nhiều thế. Xong giải lên.
dao tao vừa xem rồi. Thôi, nó bông được. Thái ra. Không. Mình phải sắp xếp trang trí được đế đàng hoàng, như gọi là đầu bếp 5 sao luôn. Wow. Ui, gần chín luôn. Thế. Nâng 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 lên nó trượt. Ui. 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 Đâu cái chậu của tao đâu? Cái chậu để úp đâu? Cái chậu để úp đâu? Đấy, tao giải lớp xem đi. À, đấy. Đấy mấy mà tao chỉ. Anh thẳng rơi. Ôi, tay tao bẩn à? Tao bẩn á. Dính nhọn rồi. Nhiều mà cho thơm. Này, hoa dây cửa phật. Vẫn là gì nhỉ? Độ ta không bị nào. Ai à, cái gì nhỉ? Phim. Phim gì nhỉ? Phim à... Phật giáo. Phật giáo cho nạ thu đông. Má đệ cho thế chuyển sang xem một... Chuyển Phật. Chuyển Phật. Nào. Lửa liếc, cẩn thận nào. Chân gạch đi. Rồi, nào, đấy đi, cho lên để đặt lên gạch lên nào, cháy nhá. Nó không chín đâu anh. Đặt gạch ý. Xong cho thêm muối vào. Để mép ấy. Cái muối vào mép xong rồi lấy đặt gạch. Đặt gạch, đặt gạch. Kia, đi kia. Cho thêm một gói muối nữa vào. Là ô văn kia. Nó kèm là kín muối. À, đấy. Ô, vẫn kệ. Bằng là sao mà ừ. Ừ. Biết là chín chưa? Mà cái này dạ, treo này anh đội đã gần chín rồi. Từ từ bây giờ phải thử thử. Bách nó ra đã. Ui, giật cả mình. Cái muối nhỏ đâu, muối nhỏ đâu, lấy muối nhỏ đấy. Muối nhỏ, em mang lên đây mà. Cái gì muối, cái đấy là được. Mà chín chưa mới là vấn đề. Kiểm tra với cái đùi là biết chưa mẩy cái đấy một vụ đói. Chưa chín các bạn, anh đậy chưa ấy, còn hồng hồng là đó. Đồ tiếp bằng chín ô văn kê chắc chín rồi đấy anh ạ. Đói quá thì không chín thì cũng chén. Cho vào đây đi. Này, chín được rồi. Đó cho. Hình như cơm cháy hết rồi. Chứ chẳng có đặc sản muối cháy. Đúng rồi. Răng mây gặp răng mây rồi. Đây, cho mọi người xem. Wow. Về chưa? Về chưa? Đây này. Đó. Cái đài sen này. Đâu, đài sen này à? Đâu. Đài này. Được một hai.
Đây. 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 Này thơm á. Mì này. Thơm không? Đây xe này như được xe luộc luôn. Thơm không? Thử cái này. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon ghê. Sáng em mới thịt. Đi. Mình này ăn. Đi sang bên này ăn đi. Một kệ ăn nữa. Ngon vãi. Đánh kỳ công, khá là kỳ công. Từ sáng đến giờ. Ôi đấy, cháu muối thôi. Ui, em khoái nhất cái món này này. Bạn được ăn sen luộc bây giờ chưa? Cái này món này y xin sen luộc luôn. Ừ. Cả sen nó luộc luôn. À, à sen hấp. Ngon hả? Người nhá. Ăn thuốc đấy. Thơm lắm. Thơm. Ừ, mùi sen thơm. Ừ, anh ăn thử hạt sen này không? À. Sen luộc à? Cái này ngâm thôi không? Cái này nó còn non chưa già. Mà ăn ngon rồi. Ngon đấy. Ngọt à? Tao ăn cái đủ rồi. Đấy, gì thế? Đói quá. À, lá sen nó phải thế này. Quên mất không có muối chanh ớt. Đúng tầm đói ăn ngon nhỉ. Này. Đấy, em sẽ lá sen một cỏ. Trời ơi, mọi người ơi. Cắn xong miếng này chết luôn. À. Mời tất cả mọi người nha. Ăn nó. Vịt, vịt úp lá sen nha. À, mời lắm quá. Ngọt. À. Ngọt thơm các bạn. Thơm cực không? Đỏng quá. Tự nhiên vậy ạ. Đánh đài. Nha bà anh này nhiều, nhiều, nhiều đấy nha. À, khó nhai quá. Nhiều vịt này. Đây. Ừ. Nó. Thơm, thơm cực luôn nhá. Này mình nhìn xem. Tao ngồi xem, tướng à. Ngon đấy. Ai cũng bảo. Ông vừa ra vừa phơi mặt. Tao phải đi lắp răng rồi đã. Ông vừa bên à? Ăn không phải răng rồi còn ăn cánh. Anh đương nào chả ăn một bên. Lúc trao dầu mà đã.